với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Đói quá à. Biết rồi, phần ăn A với cà phê đá chứ gì. Thôi anh hai à, phần ăn sáng đó cho... Phần sáng A và phần sáng B đi. Hai ly cà phê đá. Ờ anh hai à, thật ra thì... Không phải cho em sao? Không đủ người giúp việc rồi, muốn ăn tự đi lấy đi. Bọn em đã tới phụ còn bắt tiếp đãi anh chị nữa hả? Nè nè nè, hai con tới đúng lúc á. Giúp một tay đi, không đủ người nè. Không ăn làm sao mà có sức đây. Hay là mình cứ ráng phụ một chút đi. Thì ra không có cậu Dượng là không được. Không ngờ tiền lương cậu ta ít nhất, nhưng làm được việc nhất cũng là cậu ta. Đúng là một chọi mười mà. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, như đường đổ vô cát làm sao kiếm lại được chứ. Ê, nhìn kìa, như là trong bãi sa mạc vậy. Mồ hôi mồ kê, quá trời luôn à, hơi đáng đời. Họ chỉ đóng kịch thôi. Ê, hả, đóng kịch? Tôi đã biết được dụng ý của họ. Nè, viện cớ đuổi việc cậu Dượng. Một là tiết kiệm tiền lương, hai là kêu mình làm luôn phần cậu Dượng, dụng ý muốn bóc lột mình thôi. Thứ ba, coi như là thử lòng, nếu như mình mà có gì không ổn sẽ bị đuổi việc ngay. Họ thiệt là ác độc mà. Ác độc, thiệt là nhìn không ra. Vậy chứ sao, may là tôi thông minh, nếu không bị mắc bẫy của họ rồi. Ê, vậy tối qua mình làm nhiều chuyện có nghĩa là vô ích. Vậy chưa chắc. Đối phó với chị Từ, cái thứ tiểu nhân này, chúng ta phải cần nham hiểm hơn chỉ giả bộ phục tùng. Thời cơ chín mùi thì đánh trả. Địch bất động ta bất động. Không có sai đâu. À đúng ha. Bất động bất động. Mệt quá đi. Má ơi, thiếu một người thì không được đó. Thiệt là phải mướn thêm một người đó má. Má đã bàn bạc với cô ba rồi. Cô đã viết xong thông báo, chút mang ra ngoài gián sẽ có người tới xin việc. Cô ba, một lát con đi gặp khách được rảnh rỗi đó. Mấy công việc nặng nhọc này để cô làm. Quá, wow, đổi tính rồi hả? Thôi đi, nắng lắm, làm con đen đó. Không có sao đâu, lâu nay con thích làn da ngâm ngâm mà. Còn cô thì khác, da trắng như vậy, phơi đen thì không được đẹp đâu. Ê, có người tính tiền kìa, để con. Vậy là phiền con ha. Không cái gì. Ý, chị à, cô xếp mấy ngôi sao đó để làm gì vậy? Hả? Xếp tới nỗi 10 đầu ngón tay đều bị trầy hết rồi. Ma lực của tình yêu thiệt lớn quá, nhất định làm gì anh Quyền rồi. Tôi không có dạy dột như vậy đâu, tôi xếp cho cô Lan ở kho hàng thôi. Cô Lan? Lâu nay cô bất hòa với cổ mà, chuyện gì mà xếp ngôi sao tặng cổ? Hết cách thôi, tôi chỉ vì ba của tôi. Cổ đã bắt cóc bác trai? Không có phải, chỉ là cô Lan có dĩa hát tuồng cổ gồm các tuồng có văn kiện quy đóng đó mà. Ba của tôi rất muốn coi, nhưng mà tôi lại mua không có được. Tôi nhất định phải hạ mình xếp 1000 ngôi sao may mắn cho cổ. Tôi chỉ mong là cổ cho mượn dĩa đó thôi, để cho ba tôi coi đó mà. Thì ra là vì người nhà. Cho nên phải đành hạ mình hạ giọng. Khác, xem mua nhiều thịt bò khô phải gì đó. Vậy? Là quà khách đi Đài Loan về tặng đó. Chết rồi, Lưu Cẩm đã về tới rồi. Lên đi. Chà, thơm quá đi ha. Ê, nè Khang à, trời làm rất đồ, đừng có sợ, tôi không ăn đâu. Nè cầm đi. Tôi không bị qua mắt chứ. Thường ngày anh ăn 1-2 gói cũng đâu có nọ. Vì má của tôi không ăn thịt bò nữa. Má anh? Đúng vậy, dạo trước bà bị bệnh. Tôi thề là nếu như trời Phật phù hộ cho bà lành lại thì tôi sẽ không ăn thịt bò nữa. Ai ngờ bà lành thiệt luôn á. Đã hứa rồi cho nên không ăn. Chà, tình thương thiệt quá giá. Hey, nhưng mà chỉ 1 tháng thôi à, lấy cái hộp này chữa lại tháng sau mới ăn ha. Nè, được rồi, em à, em đừng có nói nữa. Vậy thì chị sẽ nhường lại anh Thành Võ cho em một đêm đó được chưa? Hả?
cô nhận thành vợ cho em gái cô. Phải đó, cũng hết cách thôi. Nó rất cần ảnh, vậy thì tôi đành nhường anh thành vợ lại cho nó một đêm, để cho nó ôm cho đã đi, đâu có sao đâu. Trời, quan hệ của các cô cũng phức tạp thiệt đó. Đâu có gì đâu, chúng tôi là người nhà với nhau mà. Nó cần ảnh đương nhiên tôi phải nhường cho nó rồi. Chứ dù là bà nội của tôi cần anh thành vợ đi nữa thì tôi cũng nhường lại cho bà tôi ngay à. Các người thiệt là dâm loạn chung cả nhà. Ôi, anh không biết tướng tá bà nội của cổ ra sao. Các người nói cái gì vậy? Không, nói nhà cô quá phức tạp thôi. Nhà của tôi phức tạp hả? Nè, em gái của tôi đi thi khiêu vũ xã giao đó mà. Nó tìm không có được bạn nhảy. Anh Thành Võ khiêu vũ rất là giỏi đó. Nên nó kêu tôi nhờ anh Thành Võ cho nó để nó nhảy một đêm với ảnh thôi mà. Đúng là làm hết hồn luôn hả? Nếu không anh nghĩ tôi nói cái gì đi. Không có gì. Tóm lại chỉ có một câu thôi, vì tình nhân có thể bỏ mặc tự ái. Sợ thì thậm chí là bạn trai, cho dù quan cố cỡ nào cũng sẽ bị thay đổi mà. Nè, thật ra có được hay không? Đương nhiên là được mà. Anh hai là người thật thà lại tốt với con. Nếu vợ chồng Thạch Đại Xuyên ngược đãi con, cứ để cho ảnh thấy. Cho dù cần cổ của ảnh cứng hơn Lý Tiểu Long, cũng nhất định tới động mật viên làm để trả thù cho con mà. Dù sao cũng hơn ảnh làm ở bên ngoài. Nhưng mà cũng khó ép được vợ chồng họ ăn hiếp con lắm mà. Thì cắt ráp được rồi. Tới lúc đó chúng ta cắt ráp lại, quay ngay mặt của con đang khóc sướt mướt. Vậy thì sẽ rất chân thật. Lâm Ngọc Lộ bị ngược đãi giống như là bộ phim Kim Hoa Xuân Mộng của bản hậu hiện đại, rung động lòng người, khiến người xem rơi lệ. Sẽ trình diễn trước mặt ảnh, nhất định là ảnh sẽ tin. Được, làm mau đi. Được. Bà Lâm tới chơi với con gái hả? Phải đó. Nè. Ủa, hôm nay không đánh bài sao? Tại vì ăn nhiều quá nghỉ ngày thôi mà. Vậy thì mua thêm mấy cái túi tiền được rồi. Phải. Có cần uống ly trà ăn bánh trứng hay không? Thôi khỏi, con với má ngồi một lát thôi. Được. Tự nhiên nha. Nhân lúc mẹ chồng đi vắng, mình ra tay đi. Trúng số hay sao cười dữ. Đương nhiên là tức cười. Kịch bản này tối qua con nhặt đọc suốt cả đêm, chỉ có mấy câu thôi mà cũng không thuộc nữa. Đúng là dở quá mà. Bộ khó đọc lắm hay sao? Đương nhiên không khó. Bác coi chỉ có mấy câu thôi, có phải rất dễ nhớ không? Được coi, mấy câu hả? Cái con mụ gì? Đừng có tưởng là có mẹ chồng thì muốn làm gì thì làm. Làm gì thì làm hả? Nè, tao cái gì? Sao lại có nhiều cái gì vậy? Tôi chưa có tốt nghiệp tiểu học thì đi làm công cho người ta thôi, biết đọc chữ nào thì đọc chữ đó. Nè, con đọc cho bác nghe, bác đọc theo con nha. Cái con mụ mắc dịch này, đừng tưởng có mẹ chồng chống lưng thì làm phách, tao không ngán đâu. Làm gì được tao? Thiệt dễ như vậy sao? Phải. Được, để tôi. Cái con cỏn. Cỏn. Chuyện gì? Cần cổ của tôi có đàm. Nè. Mà đuổi tôi đi. Khoan đã, bác kêu. Hả? Nghe nói bác là sinh viên, bịt lại nửa cái miệng cũng có thể chửi khắp nơi mà. Cái câu đối thoại này không làm khó được bác chứ. Không có dám đâu, để tôi thử. Đừng. Chuyện gì? Bác đập gì vậy? Trời ơi, nhiều mũi quá đi. Trời ơi, thôi chết rồi. Cái ống cống đằng sau nhất định là bị nghẹt rồi. Tôi phải đi coi mới được. Đập rồi hãy đi. Đừng có quay nữa. Nói cái gì là kinh thiên địa khóc quỷ thần, quay cái gì mà mờ quá, rồi cứ đứt từng khúc từng quãng, làm sao mà gạt thằng Cang. Kêu chấm điểm hả? Ông có giỏi thì cứ quay đi. Tôi nói vậy thôi, gì hung hăng dữ vậy. Thôi bỏ đi, đừng có tranh cãi nữa. Bây giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách cái cuộn băng này đừng bao giờ để cho anh hai nhìn thấy. Ê, em à, tới rồi hả? Phải anh hai. Wow, có camera mới hả? Băng đâu? Không biết. Thì ra đi. Nè, ba đứa con. Anh hai đừng có coi mà. Không có gì phải đâu, không có gì mà coi đâu. Quay dở lắm con ơi. Nếu dở như vậy thì càng phải coi chứ. Cái con mụ gì cái gì cái gì nè, đừng tưởng là có mẹ chồng thì cái gì thiệt không đấy. Cái gì tao cái gì cha của mày. Đâu có thể như vậy chứ. Đó, tao chết rồi. Nè, mọi người thiệt là quá đáng. Thật ra thì tưởng anh thờ hay sao? Nè, đừng kích động mà. Chỉ là giỡn chơi thôi. Phải. Chơi? Em con bị người ta ăn hiếp mà. Hả? Sao mà ba má lại không có phản ứng gì hết vậy? Em bị ăn hiếp? Em à,
Vợ chồng Thạch Đại Xuyên ăn hiếp em như vậy, em còn muốn giấu anh? Hả? Anh không phải là bị mù đâu. Cái tên già dịch đó cứ nhìn em là chửi thề. Hả? Thiệt là không chịu nổi mà. Có vậy hay sao? Ba à, ba không bị điếc chứ? Ông cứ gọi là cái gì? Bộ không phải là nói tục hay sao? Chắc chắn là chửi thề rồi. Chỉ là cái tiếng được xử lý nhẹ nhàng hơn thôi. Còn nữa, bà vợ của ông thiệt là ác độc. Cái tai cứ đập gì nè. Nhưng mà bà đâu có đánh trúng con lộ đâu. Nè má à, đây được gọi là ngược đãi tinh thần. Còn thê thảm hơn là bị đánh trúng ngay mặt nữa. Em à, em thiệt là tội nghiệp. Bị họ ngược đãi mà không dám lên tiếng. Nhìn thấy mẹ chồng về tới, còn làm bộ với họ giống như là không có chuyện gì hết. Thì ra cuộc sống của em khốn khổ tới như vậy hả? Không được, anh chỉ có đứa em này thôi. Kẻ làm anh hai này nhất định phải đứng ra xử cho em. Đi nói với mẹ chồng của em. Nè, đừng có làm ẩu. Tại sao? Mẹ chồng của nó hồ đồ lắm á. Con nói gì bà cũng không có hiểu đâu, bỏ đi. Phải rồi, lỡ như mọi chuyện bị đổ bể, chúng ta không làm được gì vợ chồng họ, em sẽ càng mất mặt đó. Thế này không được, thế kia cũng không được. Vậy là ép con phải đi. Ê, là muốn đánh người hay sao? Đúng đó, con sẽ bị ở tù. Đúng đó. Rồi. Phải rồi. Các người tưởng là con bị khùng hay sao? Con quyết định tới động mật viên làm bồi bàn. Nè, đây là phương án duy nhất để chăm sóc em gái con. Không để cho ai ăn hiếp nó. Phải chống lưng cho nó. Có thể canh chừng bọn họ, không để cho họ ăn hiếp con lộ. Mua đồ quá lâu chắc là bận rộn lắm. Sao không có ai vậy? Nè, nước sôi. Ê, cà phê đá, trà đá chanh, bánh xù, bún xá xíu, bánh mì nướng. Nè, thêm một phần bánh mì trét sữa đặc biệt nữa. Cà phê ít đường, mau lên. Cậu ta má chồng kêu ảnh qua phụ giúp đó. Hả? Bấy lâu vẫn chưa có mướn được người. Nóng lòng quá cho nên biểu ảnh tới giúp. Đáng lẽ ảnh không chịu, nhưng nghĩ tới tình bà con cho nên đã nhận lời đó. Được rồi, cô đi xuống bếp ha. Ê, chỗ này thiệt là dơ quá, làm mau đi. Trời, sao đông người quá vậy, mau đi phụ giúp mới được. Nè, tránh giùm đi, hai phần cơm trưa một lát nữa tới lấy. Lậu à, cậu ta. Má, là cô ba kêu ảnh tới giúp. Sa. Dạ phải, đáng lẽ là cổ định nói với má trước, lại lo là khách tới không có ai tiếp đãi cho nên mới chưa kịp nói thôi. Nhưng mà không có sao đâu, cô ba, có phải như vậy không? Nếu như là Sa kêu thì thôi không có sao, cũng là người nhà của mình ha. Người nhà mình nó phải giúp đỡ nhau chứ. Đúng. Để tôi. Bị thịt bò hột gà. Có cần hét lớn như vậy không? Làm con của tôi giật mình đó. Dạ cô à, tôi đâu có lớn tiếng chứ. Phải không em nhỏ? Đừng có khóc, anh đẩy em ăn kẹo nè. Thôi, không ăn đâu. Đi. Wow, lãng phí vậy. Sa, chị hỏi em nè, cái vụ đó có phải là ý của em không? Ý của em gì chứ, không phải. Trời ơi, dĩ nhiên là không phải. Lộ à, con qua đây má hỏi con. Chuyện gì? Con nói thiệt với má đi, cái vụ đó có phải ý của con hay không? Nói đi. May là chúng tôi phát hiện kịp thời đó, làm kiểu này là chết người. Xin lỗi má và cô ba, thật ra con chỉ là định. Má biết con muốn cái bàn thu ngân rộng rãi một chút, nhưng mà con cũng không nên uống cái vòi nước của cái hồ cá như vậy, cá sẽ chết sạch đó, con có biết không? Có phong thủy mà chết là không tốt lành đâu. Hai người đang nói tới cái hồ cá đó hả? Trời, nếu không con tưởng đang nói cái gì? Không có gì. Thiệt là đau đầu quá đi. Hả? Cái gì? Chà, tại sao một người đau đầu còn một người bị ù tai vậy hả? Thì cũng là vì cửa tiệm thôi. Nói gì? Má con đang nói tới động mật viên. Tại sao lại như vậy? Ảnh vừa lực lưỡng lại cần cù, hai người phải được nhàn hạ vậy thì mới đúng chứ. Tiếc là cậu ta sung sức quá đi, đã đập bể 10 cái dĩa, đập hư 5 cái bàn, làm 20 mấy người khách sợ phải bỏ chạy, cả lỗ tai của cô ba cũng sắp điếc luôn. Hả? Mình đang nói em hả? Không có gì. Hôm nay làm ăn đã xuống 20 mấy%. Quá, không ngờ sức phá hoại của ảnh còn hơn cả vợ chồng bác Xuyên. Anh hai của chị thiệt là lợi hại. Ảnh chỉ dùng hết sức mình làm cho tốt nhất thôi. Ai dè làm nhiều thì sai nhiều. Nhưng mà dù sao còn hơn là vợ chồng Thạch Đại Xuyên. Họ vốn không có việc làm, làm gì có sai. Thôi bỏ đi, cũng chỉ là su miệng nói thôi. Cậu Cang vừa mới tới làm thôi, phải cho cậu ta chút thời gian để thích nghi chứ. Má đúng là hiểu biết đạo nghĩa. Thông rồi. Mọi người đang nói gì hả? Đang nói tới. Nói xong rồi.
Mau vậy? Nếu như mình mà sớm ngày mướn được người làm thì đâu có cần dùng những người tự cho là người nhà. Phải hả? Nhắc tới mướn người, cô đã dán thông báo mà sao không có ai tới xin việc vậy? Phải ha. Không thể nào được đâu. Bây giờ kinh tế khó khăn như vậy, phải có nhiều người tới xin việc mới đúng chứ. Ai muốn biết tại sao thì hỏi Lưu Cẩm này đi. Sao anh biết? Cái thông báo này á, tôi xé từ cột đèn ở cuối đường hẻm của cái đường nhỏ kế bên đường lớn. Quán ăn tịnh vật viên mướn hầu bàn một người mời tới bàn bạc. Tịnh vật viên mướn người liên quan gì tới động mật viên chứ? Coi cho rõ ràng giùm cái đi. Nè nè nè, hai chữ tịnh vật là dán lên đó. Phải ha. Trời ơi, là hai chữ động mật. Hả? Hả? Không phải chứ. Phải ha, tấm này của em viết mà, sao lại vậy? Trời ơi, má nhớ lại rồi. Hai hôm trước má nhìn thấy bác Hà, chủ của tịnh mật viên. Ông cằn nhằn với má, nói là khi không vô có người xếp hàng để xin việc, ông lại không có mướn người. Hờ, hèn gì những người xin việc á đều chạy qua bên kia hết. Bây giờ cuối cùng đã được sáng tỏ. Lô à? Hả? Thông báo này con nó còn dán cho cô mà. Dạ phải. Chắc có người bất mãn động mật viên đắt khách, cho nên thấy chúng ta cần mướn người, nên muốn chơi mình thôi. Nhất định là như vậy đó. Ai có thù oán sâu nặng với mình vậy hả? Vậy mà vẫn chưa biết hay sao? Anh biết thì mau nói đi. Người này nhất định là rất hiểu hành động của chúng ta, và thường hay ở bên cạnh của chúng ta đó nhờ. Nói mau nó là ai, tôi sẽ giết nó ngay. Thì chính là cái người của quán ăn Hắc Ám. Phải ha, người của quán Hắc Ám lâu nay cứ ghét mình lắm, cứ phái người giả làm khách thôi, muốn ăn cắp bí quyết trà sữa của mình mà. Nhất định là họ rồi. Con về rồi. Chà, mang cái thùng lớn như vậy để làm gì? Ê, nè má, con theo dõi vợ chồng Thạch Đại Xuyên mấy ngày rồi, đã rành về hai vợ chồng này. Ông chồng thì như là trộm cướp, tự ti ích kỷ, nếu như mà không phải trốn vô toilet lười biếng thì giả đò ra ngoài để mà mua vé cá ngựa. Còn bà vợ thì không chịu làm việc, chuyên sai người khác, không phải lo chuyện diện thì làm việc tà tà, làm cho hết giờ đó. Mấy cái tội chứng nhỏ này có ích gì phải chứ đó. Phải đó, cho nên phải nhờ cái đống đồ này. Mấy ngày lén anh pha, mấy theo dõi beta, mấy camera ban đêm, tất cả đều là những công nghệ tối tân nhất. Con đã dùng 2 tháng lương của mình để mua nó về. Có thứ này thì cặp vợ chồng này chắc chắn là chết trong tay của con. Chết như thế nào? Trước tiên con dùng máy nghe lén kế hoạch của họ, rồi dùng máy theo dõi bọn họ. Sau đó dùng máy thu hình kỹ thuật tiên tiến quay lại tổ chứng của bọn họ. Vậy có được không đi? Anh đừng có giỡn nữa, vợ chồng họ nói chuyện như là tiếng sấm, cần gì nghe lén chứ. Phải đó, họ tới lui cùng ở cái khu đó, cần gì máy theo dõi. Còn nữa, ban đêm cửa tiệm tắt đèn, vậy mấy camera ban đêm của anh quay mấy con chuột đó hả? Phải ha, sao anh lại nghĩ không ra vậy? Như vậy thì không được đâu. Còn cách nào nữa chứ? Cũng không phải là không có cách. Nè, nhớ cái vụ của thằng Thành đố con không? Nhớ chứ, cái thằng đó cản đầu cản mũi mà chúng ta vừa mới ra chiêu thôi, chỉ cần một ngày là thủ tiêu được. Thì chúng ta làm lại một lần đi. Chà, bà thiệt ác độc nha, bà không lo là sinh con không có... Nè, ông còn muốn sinh con hay sao hả? Không muốn, không muốn, đủ rồi, đủ rồi. Nếu như vậy thì vô độc bất trượng phu, lần này có nó là không có mình, có mình là không có nó. Chỉ tại nó mà thôi. Một người hả? Nè, mau lên. Ê, bà ơi, bà sao mà bỏ nhiều quá vậy? Trời ơi, lần này nhất định phải lấy mạng của nó, làm đi. Bà đổ ít đi. Tại sao? Chúng ta đều có phần mà, không phải sao? Trời ơi, ông đúng là vô dụng mà. Chà. Được rồi, cứ làm theo kế hoạch đi. Hả? Lại là tôi? Không phải là ông thì là ai? Tôi hả? Anh này con. Chuyện gì? Sẵn bây giờ không có khách, ăn chút đi. Sao nói chuyện úp mở lại phát run vậy hả? Không, chỉ là chứng bệnh của người già thôi hả? Nè, quán đỏ. Cảm ơn nhiều. Xong xuôi. Coi kìa, nó uống rồi. Phải. Không đầy một phút thì nó sẽ... Ha ha ha.
Tôi chết tôi rồi. Sao hết dây súc vậy? Bên ngoài có ai không đi? Dây súc, làm ơn cho dây súc đi. Tính làm sao đây? Làm sao bây giờ? Càng à, ngoài này bận rộn quá, cậu đi đâu mất rồi? Nhất định là nấp trong nhà vệ sinh, đếm 10 tiếng không ra là đuổi việc ngay. 1, 2. Xin đừng, xin đừng. Đừng. Trời ơi, thúi quá. Trời ơi, thiệt là mất vệ sinh quá, không có sạch sẽ gì hết. Trời, vậy cũng được sao, ghê quá vậy à. Không phải gì đâu, không phải. Không có. Đừng mà. Tôi không làm nữa. Lần trước cái thằng Thành Đô con cũng chết dưới tay của mình kiểu này. Lần này tôi đã bỏ thêm thuốc mà lại lấy đi cuộn giấy súc trong toilet để coi lần này nó có chết hay không. À, bắt đầu rồi. Phải. Ủa? Đã biết là tôi không uống cà phê mà. Chú Xuyên này thiệt là chơi ác quá đi. Hả? Cà phê? Chết rồi. Lấy lộn mất tiêu rồi. Cà phê gì cái này. Trời ơi. Ơi trời, giấy súc đâu? Giấy hả? Hai người tôi lấy đi rồi. Ngoài này bận rộn quá nè. Nhất định là nấp trong nhà vệ sinh. Đếm 10 tiếng hai người không ra là đuổi việc ngay. 1, 2. Xin đừng.